Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Vào đi, vào đi, đừng lỗi, vào đi, vào đi, vào đi, đừng lỗi. Đừng đen màn hình, vào đi. Vào. Mùa này thì nó không có, anh em không có chọn map được. Mùa này nó tự chọn luôn anh em. Vander sẽ cho 3 nâng cấp bậc vàng. Đấy. Cho nên anh em không chọn nữa. Đầu game đứng hơi chán. Đầu game nó không có gì chơi chơi nhỉ anh nhỉ. Đầu game mà kiểu có gì đấm nhau quá hay. Khó tiếng Việt luôn nhỉ mọi người nhớ. Bắn tỉa cảnh binh này. Con này tên là con Maddy. Lúc đầu mình đọc là Madline anh em ơi. Maddy nhá. Cảnh binh mùa này cảnh binh trở lại. 2, 4, 6, 8. Có cảnh binh. Cảnh binh thì có 7 con thôi. Nhưng mà nếu anh em có ấn thì em làm được 8 á. TF. Ui, 2, 3 tiền. 2, 3 tiền ngon nha. Cảnh binh nè. TF, cảnh binh. Tái chế. Tái chế làm có hệ... cũng từ lúc lâu rồi anh em, nó cũng trở lại. Mùa hệ này dễ chơi, dễ giống thưởng. Hệ này đơn giản, anh em lắp mảnh đồ lẻ là nó thành mảnh đồ hoàn chỉnh, ngẫu nhiên. Dễ chơi đúng không? Mình có găng là 3 tiền, chắc mình cho găng lăn cầm cái găng hồng dép. Xanh xong kiểu con này vào, hai con này vào. Gia đình, gia đình. Tơ 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 tơ. Cống hiến đó, cống hiến đó. Cống hiến đó anh dài. Cống hiến rồi. Tiếp ép rồi, chắc mình bán tiếp đi nhỏ thì mình mua bọn mày nhỏ. Làm trận reroll đi không? Bi ép rồi. Ừ, ghép đồ trên này. Ui, ấm tái chế này anh em. Làm trận 8 tái chế nhá. Có 9 tái chế không? 1, 2, 3, 4. Làm trận tái chế luôn nha anh em nhá. Đang form tái chế luôn. Làm luôn nhờ. Số 2 may mắn nhận 1 tướng 2 vàng, 2 sao. Ngẫu nhiên. Lỏ. Lỏ. Tái chế. Ui, cái này flash là đầu. Ờ, nâng cao quá, nâng cao quá. Từ từ đi. Cái này để chơi tầm 100 trận đi anh em. Cái này mới vào làm cái hình nộm lãng du cút luôn đấy. Tái chế nhá. Chế nhá. Gia đình nè. Rồi chế cho con gia đình nè. Mình roll gia đình 3 sao không? Chứ rồi ta chế sao mình không lắp đồ. Từ nhá. Làm sao để mua hang này nhờ? Bán này đi vô. Tự nhớ lấy tái chế mà không đánh đúc cấp thôi đòn nhỏ. Tái chế mà không đúc cấp thì hơi đòn. Bán găng lăng đi tạm rồi. Không, mình sẽ đánh 3 sao nhá anh nhá. Mình sẽ roll này 3 sao đi. Con này đem gì đây? Sao từng phép à, vậy phải cho con này cầm mảnh găng rồi. Con này đem tay. Ok. Rôn con này 3, rôn con này 3, rôn con này 3. Kiểm sát. Mình làm chọn gia đình em nhớ. Làm chọn gia đình đi. Tại vì giờ mình nắm con này rồi, đi chợ mình làm cái credit phép cho con này. Đi chợ mình làm cái gậy. Mình thấy người ta cũng hay chơi bộ này 3 sao anh em ơi. Con này skill của con này là ném con bọt, ném con máy móc anh em. Xong chạy xong nó nổ 90 mana à. Có gia đình nữa thì được giảm năng lượng là ok. Chốt nhá. Xong rồi tí lên cấp mình kẹp thêm nhiều tái chế nữa là mạnh. Càng nhiều tái chế lớp siêu càng dày và càng nhiều đồ. Xin gậy ra. Gậy 3 tiền bú. Con này có giám sát luôn này. Về cho vào luôn, ánh lượng giám sát được đó. Rồi mình lại sao đó mình lưu 5 giờ. Đánh BB nhưng cân nhắc lưu 5 nhé. Kỹ càng nha anh em nhé. Chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp từ những game BB đầu tiên. Được chưa? Chuyên nghiệp từ những game BB đầu tiên. Mình sẽ cho con này cũng có rip phép luôn. Tí cho nó thả anh em ơi.
Được phép. Dẹp thắng rồi sao nhỉ? Có một lag mà quyền năng đứng hàng sâu à? Sao trông phế vậy? Gia đình giảm sát thương rồi, giảm năng lượng, thắng luôn hồ cơ phế đó. Không sao, có sao đấy, nó không sao nhưng thực ra là có sao đấy, đau đấy. Sao không lấy chảo á? Chảo à? Anh chưa thuộc biến ấy. Chảo biến gì? Anh thể thuộc biến đâu? Vừa lấy về là chết não luôn á. Gia đình đi, làm game gia đình đi đã. Làm game gia đình trước tấm sau anh em nhé. Gia đình chưa chơi lần nào, chưa chơi bao giờ. Sao con này yếu ấy nhờ anh em nhờ? Sao con quỷ bao rơ này yếu ấy nhờ? Hay là do cái loại tái chế của mình nó không hợp anh em? Do loại tái chế này không hợp ta à? Từ từ tí nhiều tái chế mới mạnh. Ra nước mắt đi, con này bao nhiêu mana? Con này 90 là cần số dinh đấy. Mình thấy bộ này cần số dinh nhiều anh em ơi. Nhiều con trên 50 mana. Cung. Ồ. Hai bịp. Gì? Ồ, số dinh tốt. Hai. Số dinh nhá. Số dinh. Nhé, có để đó đúng không? Ôi trời. Mình sẽ đánh giống kiểu mùa trước là sẽ roll xuống tầm 20-30 tiền để lấy tướng ra thôi, phục kích. Mình bắn tỉ đấu sĩ. Con smet nè, con này con smet à. Bỏ qua mà mình chưa cần tái chế nhiều anh em ơi. Từ nhá. Cần đấy. Mình cần tái chế đấy. Mình cần lại món tái chế đấy. Mình sẽ bỏ giám sát đi rồi. Không cần giám sát đúng không? Kịp 4 tái chế đúng không? Thì mình sẽ kịp lại chân đồ găng lăng zip. Chân đồ găng lăng zip. Zip. Chân đồ đang mang chơi. Diều giáp kỷ nguyên lò rèn. Diều giáp không ngon lắm. Cái này chịu. Hóa mana moon đã khóa ngon. Mana moon thả liên tục đi. Mana moon thả liên tục đi. Ui. Này. Bùm. 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 Ui nó thả. Bùm. 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 Ui. Từ sắp 3 sao rồi. 3 sao anh em thấy được sức mạnh nha. Giao điện của bé. Ok. Ơ mình lấy nước mắt mà sao mình lấy cung. Ừ thôi lấy đốt bùa đỏ không được. Ngố.
Bring on the bad guys. Ngủ. Thường nhá, căng mắt ra cái giám sát tập binh bù đỏ, bù đỏ, bù đỏ trong lõ vậy anh em. Dép lửa bù đỏ ôi. Con này sắp ba à, liên tục mà chưa có giảm kháng phép á, nên cho anh đánh mấy nhà có bút rồng này hơi mệt. Hả? Hơi lát nhở? Ui kìa. Giờ mình phải roll bọn này 3 nữa hả? Không roll được không? Không roll này 3 được không? Giảm sát rồi. Không roll 3 được không anh em? Lên cấp không? Giám sát 3 sao à? Muốn lên cấp quá, muốn lên cấp kịp à. Kịp nhiều phục kích quá anh em. Kịp thử 5 phục kích coi nó nổ cỡ nào. Mình cần con Echo. Này với con Echo. Nó sẽ tốt. Mình còn cái con Garen cơ. Garen mình sẽ bỏ con Sky này đi. Không, con Sky này đi với con ấy. Sky này đi với Echo, vậy là không còn Garen nào. Vậy là Echo 2 cầm đồ tăng à. Echo 2 sẽ cầm lại đồ tăng. Up cấp thì mình sẽ kẹp thêm cảnh binh đúng không? Ok, kẹp găng lăng, up cấp kẹp găng lăng. Sau đó lên 7 kẹp thêm một con tái chế nữa, đẹp. Đây rồi, đấy. Đẹp luôn. Nào đó. Có luôn. Level 5 có Echo. Vãi. Level 5 có Echo. Really? Thôi nhờ, giờ cấp thẳng băng thôi nhờ anh em nhờ. Gậy. Nỏ xét. Nỏ xét. Chắc chắn là có nỏ xét rồi đúng không? Có nỏ xét trước. Nỏ xét. Echo mình sẽ cho cầm mảnh gậy. Tái chế đúng không? Đi. Chân mình hiện tượng ông chùm baby. Ông chùm cái gì mới đánh có 4.1 để ông chùm. Chắc gì vào top. Chắc gì vào top. Nổ liên tục. Hay. Hay. Thống trị à. Võ sĩ lòng sắt à. Vi à. Găm lăng à. Mình sẽ kiệm nhiều tái chế anh em nhé. Trên đồ găng lăng cocky 6 tái chế đi. Tất cả trang bị thành phần và trang bị hoàn chỉnh trở nên may mắn là sao? Trở nên may mắn là sao anh em? Là có thể biến thành đồ ánh sáng hay sao? Wow. Ấn phục kích. Ấn phục kích này. Ê, phục kích luôn anh em, phục kích luôn không? Nổ điên không? Con này của mình tí nữa mình kịp vào nổ điên điên luôn á. Tướng tuần tra. Nam lửa mỗi lần đánh không còn. Phục kích đi, phục kích đi. Em sao phục kích cái? Phục kích cho Echo luôn. Ủa Echo là phục kích rồi à? Con này phục kích ngon nhỉ. Cho tạm giết đi nhá. Cho tạm giết tí mình cho con giết là đẹp. Tạm giết đi. 4 phục kích. Bây giờ up cấp kịp con Smash nữa.
cái con smash nữa là đẹp. Còn khi này có gì ít thì mình cho vào. Dĩ cũng là phục kích. Giờ mình băng băng hẳn lên cấp thôi đúng không? Băng băng thôi. Phải băng băng thôi nhờ. Tầm này con này của mình thả một quả. Ui thả một phát 1088. Băng băng lên cấp luôn. Kiểu cảnh binh à. Găng mà lăn vào đây à. Găng lăn vào đây là đẹp. Này có mấy con găng lăn mình bán mà đổi quá. Bùm. Ai nào xét tốt. Bùm. Bao được giảm heal rồi á. Ừ nhờ. Ừ nhờ, anh không đọc ấy chứ. Ừ ha. Ê. Thật sự là anh cố tình lắp nhầm để có người nhắc trên kênh chat để mọi người cùng nhận ra vấn đề và chúng ta cùng sửa đấy. Hay 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 hay. Màu vàng bị lỗi trong lõ không phải màu vàng nó thế đi mà không lỗi. Mình dư cái găng ở nhà đúng không? Bào chữa tốt à. Window nè, cái ly nè. Echo có đam đấy. Mình cho Echo nhỏ, Echo 2000 đam nè. Nước mắt. Mất nước mắt luôn à. Vương miệng với mảnh găng đúng không? Cho Echo vương miệng. Lô lên chuyện nha. Dậy bật máy lên anh em ơi. Dậy 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 dậy. Dậy đây dậy đây. Dậy đây. Con này mình sẽ cho mình cái này với cái này đi. Bây giờ mình sẽ tích tiền đúng không? Con này sẽ để tiền hơn. Con này có hồi máu anh em ơi. Chắc mình không roll bọn này nữa nhờ, mình bán bọn này đi. Bán bọn này đi. Nhẹ là nhẹ cháy à. Darius 6 chinh phục. Còn dư 2 Nico cái gì đây, có luôn Mordor ở đâu ra vậy? Chờ đợi xứng đáng, huy hiệu chinh phục. Cái gì đây? Mordor luôn, Mordor cầm quyền trưởng luôn. Biết biết thả khỉ chưa? Biết em so thả khỉ chưa? Khỉ chạy. Chạch 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 tùm. Đang ở nhà không có mấy gì học lỏm à? Ơ sao em về nhà rồi? Thả khỉ tốt. Thả biết fit tốt. Năng lượng tối đa được giảm đi 10%, thêm 10% nữa mỗi khi tướng này tung. Vãi. Con này quăng liên tục à. Thêm 10% mỗi khi tướng này tung chiêu. Với cái mana moon này thì tung chiêu liên tục đúng không? Tiến hóa cái. Tiến hóa cái. Mình sẽ tháo cái tái chế cho con này nhá. Tiến hóa cái này mà. Ok, đẹp rồi. Để xem nó thả kinh khủng không nhá. Nó xét ở đây ra. Ê, chuẩn bị anh em coi con này của mình nhá. Anh em chuẩn bị coi nè. Anh em chuẩn bị coi nhá. Anh em chuẩn bị coi con thả khỉ của mình nhá. Nè 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 nè. Thả. Thả. Không nhìn không được lắm nhờ. Thả. Ui. Thả tiếp. Thả đi đâu vậy? Ok. Con này có cơ chế thả gì không? Lao về phía khu vực đông kẻ à, đông kẻ địch nhất trong hai ô. Cũng chiêu sẽ nhận. Ok ok. Ông dùng khỉ. Gửi đế khỉ. Lát á. Như này đi. Giáp mẫu đi anh em ơi, trả lực. Trả lực đi. Rồi sao con này ra đâm nó cung xanh là sao? Cái tái chế vô trọng mình lắp đồ lẻ nó có thành đồ hoàn chỉnh tiếp không anh à? Đây anh vừa lắp đây, anh vừa lắp cái BF sau cùng đây. Có đó. Ê nhưng mà mình lấy ấn tái chế xong mình đánh 4 tái chế trong đần quá nhỉ. Mà phải hai ấn. Ủa đây ổi. Game game đấy.
anh em, từ lúc mình lên con này ba cái mình cháy rụi luôn anh em, không mình cháy rụi luôn, không có giây phút nào mất cháy luôn. Đi ép vào ta chơi pháo binh chơi đấu sĩ. Thả khỉ hay khỉ mạnh đấy. Ý em là một con ta chế biến thành đồ hoàn chỉnh rồi vô trận mình lắp thêm đồ cho nó. Nó làm gì có slot mà lắp em, làm gì có đủ slot mà lắp. Ấp cấp bây giờ mình kiểm tí thôi là đủ bài rồi nè. Đấy mình đủ rồi nè. Bây giờ mình muốn lên luôn không? Muốn lên luôn giữa chuỗi. Tí mình roll xong 5 phục kích, ôi. Ôi 5 phục kích rồi. Phục kích tốt. Lên luôn đi. Tí hãy xong 5 phục kích 3 gia đình 4 tái chế. Đẹp. Monkey King. Hả? Ui. Bùm. 7.000 đen. 9.000 đen. Khỉ. Em khỉ tí ti. Mạnh nha. Giết đâu? Mình còn em giết đấy. Thường giết đấy. Giết vào nó nổ cũng kinh đấy. Giết vào mình ngồi thành một cái tháo đồ đúng không? Cho giết cầm tay chế là đi. Gia đình nữa này, ế đừng. Cho bé cái gia đình đi, cho bé cái gia đình. Đừng lấy gia đình của bé. Gia đình của bé, đừng. Rồi. Gia đình ha. Gia đình ha. Mình cho luôn con này nhá, nên nhớ tí cái gì mình ra giết thì mình đổi. Tí không bây giờ luôn không? Con này 2 à? Chinh phục thống trị, không để làm gì. Con này không để làm gì hết. Nghĩa là mình nên đợi một tí rồi mình roll tiếp anh em ơi. Chắc mình không còn. Dây học viện à? Trong này xong tí mình cho gì ít luôn. 4 gia đình à? Làm chủ meta chưa em à? Em xong mới chơi được con game. Đây là game thứ hai nè. Đi nghịch chơi thôi anh ơi. Đi nghịch thôi. Biết gì đâu mà chủ. Run bùa đi anh, là sao anh run ra bùa nhờ. Anh ra được bùa kết liễu thôi. Ui rồi nổ. Ê mùa này mà nghĩ là anh em cần tắt tim đấy. Anh em mà không tắt tim. Ủa, con gì đây? Con gì đây? Còn lõi xét. Hai. Bắn. Đi. Việt Nam hôi nát đi. Bản này nhá anh em nhá. 4 gia đình. Cho 5 phục kích 5 gia đình đi. Làm sao ra ấn gia đình nhờ. Dĩ ít ra mình bỏ này đi đúng không? Bỏ này đi xong bây giờ lên thẳng 10 à. Hay bây giờ lên cứ lên thẳng 10 nhờ. Lên thẳng 10 thì kịp cái gì? Lên thẳng 10 kịp CVK hoặc là Rumble à. Con dây này vô dụng anh em ơi. Ấn gia đình tính ra ấn gia đình cho Echo ngon đấy chứ nhờ. Giảm đam giảm mana. Không có này tăng đam tay không? Tăng đam tay thì vẫn cho giết ngon hơn. Nhà này chậm đúng không? Thả khỉ. Ơ từ cái gì đấy anh ơi đấm em anh ơi. Thả khỉ này. Thả khỉ. Ui 4 gia đình mang lên mana nhanh thế. 4 gia đình lên mana nhanh thế. Không ngủ em dài em hôm nay em phá lệ em quậy bb ngày cái ngửa tay quá. Hình vuông là cái của gia đình đó anh em ơi, cái hiệu ứng của gia đình đó. Mình muốn roll dít quá. Dít thay cái này là đẹp này, xong rồi lên cấp kịp trăm tiền nữa là mạnh.
mà giờ mình roll mình cũng nói chung giờ mình roll bài mình cũng mạnh rồi, không mình roll lắm. Thôi lên cấp anh em nhé. Cocky à, hay là mình cho con Cocky cầm hấn này nhờ. Nhưng mà tí ra kia mình lại phải thống là tốn tháo đồ thôi khỏi. Hai con cốc mo đi tự ra đây, đây lên cấp một kiểu con này nè, lên cấp một kiểu con này là đẹp. Con này đem tay à, hay mình cho con này cầm luôn nhờ, hay mình cho con này cầm luôn ta. 60 mana Sumina, nó kéo tròn đi. Rồi sau lên, rồi sau lên kiểu con này xong. 4 phục kích. Con này nó có hack tiền, có hack đồ, hên xui. Ây da. Ê từ nhớ mình quên xếp né con ấy anh em ơi. Hay ha. Ê sao Catelyn đừng á. Catelyn 2 hả? Phớt á. Catelyn đừng điên. Ê đánh với Catelyn phải để cùng góc anh em nhớ. Để khác góc là cút á. Rao này còn lên luôn không? Lên luôn để 10 tiền không roll là được đúng không? Ok mình tháo luôn cái ấn này không? Tháo luôn cái ấn phục kích cho này không? Mình muốn cho giết hơn. À không, giết cầm ấn này à. Thôi cho này cầm ấn phục kích luôn. Giết cho cầm bùa đỏ. Giết cho cầm bùa đỏ. Nhìn này tắt tim ra rồi, nhìn này khôn đó. Ông này nghe rồi. Ui giời. Con này đẩy cũng tăng về hả anh em? Con này có skill đẩy cũng tăng về. À nó quay anh em ơi. Ui xúc con tăng ra khỏi map nè. Nó quay anh em ơi. Nó quay mà ra suốt là nó suốt văng này anh em. Đấm siêu xa này. Ồ vậy là mình có thể counter tăng bằng việc mình xếp con này trước mặt con tăng đúng không? Xong cho cầm nó tròn như kiểu Cassanti đúng không? Wow. Những cái chết rồi đúng không? Còn nhà này. Con này không cần lắm. Con này là tái chế à? Mình bỏ Cocky ra. Con này cần găng. Để giữa anh em nhé. Để giữa cho khỏi bị dính RZX nhé. Nè chiêu đấm siêu xa của nó có hất văng mục tiêu nè. Ý là nó sẽ random chiêu anh em. Không chắc chắn là nó sẽ có thể đấm. Từ nhớ nhà này mạnh mới. Ui con modern nhà này bị điên rồi. Từ nhớ. Chưa tài đâu anh em ơi. Con modern hôm nay cầm đồ quỷ vậy 6 chinh phục 4 sao Darius what the fuck. Sạc Hương ơi. Ở gì đây? Giết gai à? Giết gai cao tơ hôm này à? Này toàn đem tay đúng không? Giết gai à? Giết gai cho ai mới là vấn đề đây? Giết đâu? Đây rồi. 5 phục kích. Giết gai cho ai mới là vấn đề đây? Mình còn 2 sao quá. Không ăn được rồi, từ Darius 4 sao 4.500 máu chứ nhiêu. Nhấp gai. Anh em đùa hả? Anh em đùa với thả khỉ hả? Mình lên 5 tiền 2 sao mình ăn chắc. Thả khỉ. Bùm. 2 sao là ăn. Đi chuẩn. Nhìn này yếu à, lo được. Ơ sao vẫn khóa? Từ nhá. Cái chiêu của này là gì mình chưa đọc. Ok.
Bình tĩnh nè. Xếp xếp à. Con này chơi hai cách liên luôn à. Quỷ quá. Bùm. Mở áp tròn. Bùm. Bùm. Chết model. Bùm. 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 Ây da. Hả? Hay. Hay. Bùm tốt. 5 phục kích. Phục kích đi. Từ nha. 6 chinh phục giáp chết vẫn thua mình à. Ủa sao ông nhìn nhà này nhìn lực vậy. Hai thiết lập quân. Nó vàng đánh tộc nghèo đi ông. 7 giam số ra 4 vàng 3 sao 1200 chắc chắn ra 5 vàng 3 sao. Để mình thử cái. Nhưng mà trận này do đầu game mình ra 3-4 con này luôn cơ. Gì đây. Hồi máu không? Lấy tăng, thêm tăng không anh em? Thêm tăng đi nhờ. Tự nhá, mình vẫn có thể all in một pha đúng không? À kéo không một. À kéo hụt. À lát lát lát. Chết rồi, phải để bên đây dùng chết con Mordor cơ. Ai da. Nó xét một bên ấy một bên rồi. Con Mordor còn sống nó hỏng đấy. Ủa còn đây chết chay luôn hả? Đây. Đây. Gà. Kha 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 kha. Easy. Em sao khỉ. Easy cho em sao khỉ. Gia đình là số 1 anh em nhé. Qua trận đấu này chúng ta có thể thấy gia đình có thể chiến thắng tất cả anh em nhé. Bài học nhân văn chưa?